Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm động viên đoàn thể thao Việt Nam và kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á, SEA Games 31, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để tổ chức thành công SEA Games 31 trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả với trách nhiệm cao nhất Thủ tướng chính phủ lưu ý, việc bố trí kinh phí để tổ chức SEA Games 31 cần phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy trình quy định, chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí, vừa bảo đảm yêu cầu trước mắt, vừa phát huy hiệu quả lâu dài. Thành phố Hà Nội và các địa phương phát động phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, cơ sở lưu trú. Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, nhưng các thủ tục phải thông thoáng, phù hợp với tình hình, tránh dườm già, không cần thiết và nên tham khảo thêm kinh nghiệm của các nước để tạo thuận lợi nhất cho đoàn thể thao đến Việt Nam. Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mới đây các bác sĩ đã đưa ra khuyến cáo cần theo dõi 3 ngày sau khi tiêm vaccine và trẻ cần hạn chế vận động mạnh theo các bác sĩ để đảm bảo an toàn phụ huynh phải phối hợp với nhà trường và ngành y tế khi thực hiện tiêm trong đó vấn đề theo dõi sau khi tiêm được thực hiện rất kỹ càng nhất là 3 ngày sau tiêm, bởi đây là khoảng thời gian quan trọng nhất để trẻ tạo ra kháng thể. Do đó, rất cần phụ huynh thường xuyên nhắc nhở khi trẻ quá hiếu động. Ngoài ra, các bác sĩ cũng cho biết hoàn toàn có thể tiêm vaccine COVID-19 chung với các vaccine khác mà không cần chờ khoảng cách thời gian. Việc kết hợp tiêm sẽ giúp trẻ phòng bệnh sớm, kịp thời, hạn chế các gián đoạn trong học tập. Theo báo cáo nhanh ngày 19 tháng 4 của các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 300 trẻ mắc hoặc nghi ngờ mắc hội chứng viêm đa hệ thống. Đây là hội chứng nguy hiểm xảy ra ở trẻ từ mắc COVID-19 và biện pháp tốt nhất để phòng tránh là cho trẻ tiêm vắc xin. Trẻ mắc hội chứng này thường có các biểu hiện như sốt cao liên tục, mắt đỏ, môi đỏ, phát ban da, sưng đau hạch cổ và các triệu chứng tiêu hóa như ói, đau bụng tiêu chảy. Các biến chứng nặng thường liên quan đến hệ tim mạch, bao gồm viêm động mạch vành và giảm chức năng co bóp của cơ tim. Biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa trẻ em mắc hội chứng viêm đa hệ thống là cho tất cả trẻ em đủ điều kiện từ 5 tuổi trở lên tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế nhiễm COVID-19 như thường xuyên rửa tay, tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, những khu vực có khả năng lây truyền cao ngay cả khi đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Xin chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 3 ngày từ 16 đến 17 tháng 4 đã có 20 trận động đất xảy ra tại huyện Con Pluong, tỉnh Con Tum, trong đó trận mạnh nhất có cường độ 4,5 độ Richter. Đáng chú ý kịch bản động đất giống như từng xảy ra tại thủy điện sông Chanh 2 ở Quảng Nam. Con Tum và rộng hơn là Tây Nguyên vốn ít ghi nhận động đất. Vì vậy, nhiều khả năng là động đất kích thích xảy ra khi hồ chứa thủy điện, thủy lợi tích nước gây áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới bởi thời điểm gia tăng động đất trùng với thời điểm nhà máy thủy điện Thượng Con Tum đặt tại huyện Con Plong vận hành và phát điện tổ máy số 1. Đặc biệt, khu vực xảy ra động đất nằm trên đứt gãy rào quán A Lưới. Trên đới đứt gãy này từng ghi nhận động đất kích thích xảy ra tại Thủy điện Sông Tranh 2 Quảng Nam và Thủy điện Đắc Đơ Rinh Quảng Ngãi khi các nhà máy này tích nước hồ chứa. Do rét đậm rét hại kéo dài đúng dịp đào ra hoa, nên năm nay đào Bắc Hà Lào Cai mất mùa. Xong bù lại, đào quả to đều dễ bán và giá cao hơn mọi năm cũng phần nào an ủi bà con nông dân trồng đào. Theo phản ánh của các tiểu thương, do năm nay đào to đều chủ yếu đào chọn nên giá cao, trung bình từ 30 đến 50 ngàn đồng một kg. Đào xô số lượng ít giá từ 15 đến 20 ngàn đồng một kg. Ngoài ra, do dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, nên lượng khách du lịch lên Bắc Hà vào cuối tuần mua đào làm quà khá lớn, nên việc tiêu thụ thuận lợi. Hiện toàn huyện Bắc Hà hiện có khoảng gần 100 cây đào Pháp. Đa số các hộ trồng đào sen với mận, lê, số lượng từ 30 đến 50 cây một vườn. Mấy năm gần đây, những loại cây ăn quả này đã mang lại nguồn lợi kép cho người dân, vừa có nguồn thu từ hái quả, vừa thu hút khách du lịch tới tham quan trải nghiệm. Lấy lý do, là cấm biên, nhiều gian thương đang quảng cáo giải cứu tôm hùm trên mạng xã hội với mức giá rẻ chưa từng có. Mặc dù được giới thiệu là còn tươi sống, thơm ngon, kích thước đa dạng, tuy nhiên sau khi hàng đến tay, nhiều người đã mất cả triệu đồng vì bị lừa tôm hùm kém chất lượng. Tôm hùm giá rẻ được giao bán trên mạng chỉ từ 199.000 đồng 1 kg, chưa bằng 1 phần 3 giá bán trên thị trường, khiến nhiều người đổ xô đặt mua. Tuy nhiên, chất lượng thì không thể kiểm chứng, khiến nhiều người cả tin đã mất tiền oan mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình khi ăn những loại thực phẩm hải sản đó. Vì vậy, người dân cần cẩn trọng khi giao dịch trên mạng và cảnh giác trước những mánh khóe lừa đảo.